Nhắc đến Quảng Bình, người ta thường nhắc đến dòng sông Nhật Lệ hiền hòa xanh mát. Một câu thơ cổ của Hồ Thiên Du có viết rằng: Nhật chi lệ bất cố chi trúc giả, có nghĩa là sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời thì không có nơi nào là không thể đến được. Do vậy, dòng sông Nhật Lệ còn được mệnh danh là dòng sáng rực rỡ của mặt trời. Và có đến với Quảng Bình, với bên này là dòng sông Nhật Lệ, bên kia là cửa biển, là Roi Cát, là khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort mới thấy hết được vẻ đẹp của không gian nắng và nước. Đang đi trên con đường mà dẫn chúng ta vào tiền sảnh. Em cảm thấy là khi mà có hồ nước thì tạo cảm một cảm giác là mát mẻ, như là dễ chịu hơn. Nói về Quảng Bình, nói về miền Trung, là nói về miền đất gió Lào và cát trắng. Cái bài tỉ về những hồ nước là dụng ý của nhà thiết kế. Bởi những sự công hưởng giữa nắng và nước sẽ tạo nên cho Sơn Pha một cái không gian rất là lung linh. Những ngôi nhà ở đấy là được làm theo hình dạng của một ngôi nhà trong Tây Nguyên. Ở khoảng hình mái vòm, tạo cho ngôi nhà có một cái không gian rất là rộng. Bên này gọi tên là cây vọt. Nó có tác dụng chống được rất lớn cái sự ảnh hưởng của thời tiết. Rồi bên cạnh đó nó không mỗi mọt gì cả. Màu sắc của những mái nhà ở đây nó rất giống với màu sắc của những cây cầu gỗ. Và gỗ người ta ở đây làm mộc, không sơn, không đánh bóng là gì cả. Rất là mộc mạc, rất là gần gũi. Nếu như ở ngoài kia thì em cảm nhận được không gian với những cái sự rực rỡ cũng như là lung linh của nắng và nước, thì ở đây thì lại là một cảm giác rất là yên bình, rất là gần gũi với tre, với trúc. Những con đường ngoằn ngoèo ở trong ngôi làng này đều được làm bằng cái gạch đỏ rất đặc trưng của miền Bắc. Với cái cách lát xéo như thế này thì nó cũng tạo cho chúng ta cái cảm giác mà rất là thân quen, rất là gần gũi, đúng không ạ? Dây leo ở ngoài tường đấy tạo sự cổ kính, rêu phong cho cái bức tường. Đây là một cánh cổng của một villa. Ngay từ cánh cổng đã thấy là rất là bắt bộ rồi. Những cái bàn, chiếc ghế cũng đều là tre trúc cả. Được không? Nhưng mà rất là chắc chắn. Bàn ghế, tủ giường cũng được làm bằng mấy tre đá. Đây là một không gian dành để thư giãn. Bồn tắm không những được thiết kế ở trong nhà mà còn được bài trí ở phía bên ngoài nữa. Là từ lúc mà tham quan cái không gian ngoài kia đến là vào trong khu villa này và nhìn thấy những cái thiết kế của hồ nước không những trong nhà và ngoài trời, thì nó còn cảm nhận được cái sự giao thoa giữa nắng và nước và cái sự hòa hợp của thiên nhiên ở đây. Giờ đây Ngọc Phần lại được gặp lại những cái cầu gỗ có cả dòng suối này và hồ nước đó, có cả sen, súng, rong rêu, cái lúa nước ở vùng đồng quê gốc của chúng ta. Đây là cửa biển Nhật Lệ, nơi tận cùng của con sông cùng tên, bắt đầu từ đỉnh núi Trường Sơn hùng vĩ đổ ra biển, nơi địa đầu giao tranh ác liệt giữa quốc gia Đại Việt và Chiến Thành trước đây. Có thể là cái sự kiện đấy diễn ra vào đầu thế kỷ 11 đúng không? Đúng rồi. Và cửa biển Nhật Lệ cũng là một cửa ngõ phía bắc của kinh thành Huế. Đây là lần đầu tiên mà Ngọc Phan được tận mắt nhìn thấy cửa biển, nơi giao hòa giữa sông và biển lớn. Nhật Lệ không chỉ là một thắng cảnh đẹp, mà nơi đây còn là một địa điểm chứng kiến rất nhiều những sự kiện lịch sử trải dài theo dòng thời gian của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trước mặt là dòng sông Nhật Lệ, hai bên được bao quanh bởi biển Bảo Ninh, cũng như rất nhiều những du khách khác đã cảm nhận khu nghỉ dưỡng giống như một nàng tiên cá đang nằm xoài mình giữa những làn nước xanh thẳm. Cảnh sắc thiên nhiên ở đây dường như đã hòa lại làm một giữa biển, trời, mây và gió, dưới sự kết hợp lung linh của nắng và nước như một viên kim cương lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Và trong hành trình ngày mai, quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với Ngọc Hân để biết được một món ăn rất đặc biệt và thú vị của mảnh đất nhiều nắng và gió này.